Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Chương trình này do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, khi xem chương trình Đi Tìm Ẩn Số, quý vị thấy có 26 chiếc cặp mang theo 26 ẩn số. Và trong các chiếc cặp ấy, có một chiếc cặp mà giá trị của nó lên đến 100 triệu đồng. Thưa quý vị, 26 người mẫu đã sẵn sàng cùng 26 chiếc cặp, chứa đựng 26 ẩn số. Now, xin mời! Thưa quý vị, chương trình Đi Tìm Ẩn Số có 26 chiếc cặp để ứng với 26 thí sinh ở trên vị trí kia. Nhưng hiện nay chỉ có 21 người đăng ký. Ban tổ chức chỉ nhận 21 phiếu đăng ký, còn 5 vị trí. Đó là những ẩn số đầu tiên mà chúng ta sẽ khám phá ngay sau đây. Quý vị hãy kiểm tra lại vị trí ghế ngồi, hàng ghế của mình để xem quý vị là số mấy. Nếu trùng khớp số của chúng tôi, vui lòng trở thành thí sinh của chương trình. Đầu tiên, phòng máy sẽ bắt đầu lựa chọn 4 thí sinh. Xin mời. Khối 2 hàng 5, tức là 4 vị trí ngồi hàng cuối cùng. Chúc mừng. Các bạn ngồi đợi thêm một người nữa nha. Tiếp tục lựa chọn một người nữa. Khối 2 hàng thứ 3 và vị trí số 3. Chúc mừng bạn. Chúng ta đang bước vào vòng thi thứ nhất của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Trong vòng thi thứ nhất, 26 thí sinh đã vào vị trí sẵn sàng để trả lời 5 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thưa quý vị, khi tôi hỏi xong và nói thời gian 5 giây bắt đầu, đây cũng là cơ hội để các thí sinh chọn lựa bàn phím trước mặt với các đáp án A, B, C hoặc là D. Cách tính điểm như sau, ví dụ sau một câu hỏi có 25 thí sinh đáp đúng và một thí sinh đáp sai, thì 25 thí sinh đáp đúng ấy mỗi người được một điểm. Trong trường hợp 25 thí sinh đáp sai mà một người đúng, thì thí sinh duy nhất đúng ấy sẽ được đến 25 điểm. Câu hỏi càng khó, ít người đáp đúng, điểm càng cao. Và cuối cùng tổng kết, hai thí sinh cao điểm nhất bảng, nhì bảng sẽ trở thành thí sinh chiến thắng bước vào vòng thi thứ hai. Thưa quý vị, và bây giờ tất cả sẵn sàng, một tràng pháo tay cố vũ tinh thần 26 thí sinh. Câu hỏi thứ nhất thuộc về văn hóa thế giới như sau. Câu này nằm ở nước về nước Nhật Bản. Lễ hội Obon của người Nhật có ý nghĩa gì? A là để cầu an, B báo hiếu, C cầu mưa và D dỗ tổ. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, được diễn ra vào tháng 8 dương lịch hàng năm, Obon hay còn gọi là Bon là ngày của người chết, là lễ hội mang ý nghĩa báo hiếu, là một phong tục truyền thống của người Nhật theo Phật giáo. Lễ hội này được tổ chức tưởng nhớ những người thân đã qua đời. Trải qua thời gian dài, phong tục này đã phát triển thành lễ đoàn tụ gia đình, là thời điểm để các thành viên trong gia đình trở về quê cha đất tổ thăm viếng, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên. Đây cũng là thời điểm mà họ tin rằng linh hồn của những người đã mất được phép trở về thăm con cháu. Và thưa quý vị, như vậy báo hiếu B là đáp án chính xác. Có 9 thí sinh đáp đúng, 17 thí sinh đáp sai. Như vậy, mỗi thí sinh đáp đúng được 17 điểm. Chúc mừng. Và trong các thí sinh đáp đúng, chúng tôi xin được nêu tên hai thí sinh bấm bàn phím nhanh nhất được máy tính ghi nhận. Xin mời các bạn nghe tên và đứng lên cho khán giả cổ vũ cho các bạn. Vĩnh Phong, 17 điểm. Chúc mừng.
Và người thứ nhì bạn Tuyết Như 17 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, câu hỏi thứ hai rất thú vị. Trong thời buổi mà giá vàng lên xuống hàng ngày như thế này thì câu hỏi này cũng khá là thú vị thật. Nước nào sau đây sản xuất nhiều vàng nhất trên thế giới? A. Trung Quốc. B. Nam Phi. C. Mỹ. D. Peru. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, Nam Phi là nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới với sản lượng lên đến 272.128 tấn vàng. Nam Phi là nước cung cấp nguồn vàng nhiều nhất và 50% số vàng trên thế giới có nguồn gốc từ Nam Phi. Cũng vào năm 1970 chẳng hạn, Nam Phi đã cung cấp tới 70% nguồn vàng trên toàn thế giới. Như vậy, B là đáp án chính xác. 10 thí sinh đáp đúng, 16 thí sinh đáp sai. Mỗi người đúng được 16 điểm. Chúc mừng. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ ba như sau. Theo tín ngưỡng dân gian, Thủy Cung Thánh Mẫu là vị nữ thần chịu trách nhiệm quản lý về các miền A. rừng, B. núi, C. sông nước và D. đồng bằng. 5 giây bắt đầu. Theo tín ngưỡng dân gian, Thủy Cung Thánh Mẫu còn gọi là Mẫu Thoải. Chữ Thoải ở đây là do đọc trệt từ chữ Thủy là vị thần chịu trách nhiệm quản lý miền sông nước. Thủy Cung Thánh Mẫu là một trong ba vị mẫu được thờ cúng tại Điện Mẫu. Hai vị mẫu còn lại là Mẫu Liễu Hạnh và Lâm Cung Thánh Mẫu. Như vậy, C, sông nước là đáp án chính xác. Có 19 người đáp đúng, 7 người đáp sai. Như vậy, mỗi người đáp đúng cộng thêm 7 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ câu hỏi thứ tư. Nước nào trên thế giới thực hiện thành công đầu tiên việc thụ tinh trong ống nghiệm? A. Úc. B. Nước Anh. C. Singapore. Và D. Mỹ. 5 giây bắt đầu. Vào năm 1976, trường hợp có thai đầu tiên từ thụ tinh trong ống nghiệm trên thế giới được ghi nhận tại Anh do Steptoe và Edward công bố. Tuy nhiên, rất tiếc đây lại là trường hợp thai ngoài tử cung. Cho đến năm 1978, em bé đầu tiên được thụ tinh từ trong ống nghiệm là em bé Louis Brown ra đời, đánh dấu bước đầu tiên cho sự phát triển của thụ tinh trong ống nghiệm trên con người. Hai trường hợp khác từ thụ tinh trong ống nghiệm đã được báo cáo tại Anh vào năm 1980. Trong những năm 80, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã phát triển rất mạnh và lần lượt được báo cáo thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại châu Á, Singapore được ghi nhận là nơi thực hiện thành công thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên vào năm 1983. Còn Việt Nam chúng ta, ngày nay thì thụ tinh trong ống nghiệm trở thành một điều không phải xa vời, rất nhiều em bé đã được ra đời bằng phương pháp này. Thưa quý vị, như vậy Anh là quốc gia thực hiện thành công đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm. Đáp án B, chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi, 11 thí sinh đáp đúng, 15 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 15 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, sau 4 câu hỏi, tạm thời sẽ tổng kết điểm của các thí sinh và nêu tên 4 thí sinh cao điểm nhất. Kết quả như sau. Đầu bảng, Quỳnh Kha 55 điểm dẫn đầu. Chúc mừng, đứng dậy cho mọi người chúc mừng xem nào. Người thứ nhì, Mỹ An cùng 55 điểm. Tiếp theo, Tuyết Như 40 điểm, chúc mừng. Vị trí thứ tư, bạn Quốc Thụ cũng đồng 40 điểm, xin được chúc mừng.
Thưa quý vị, với số điểm chênh lệch không nhiều thì câu hỏi tiếp theo đây quả là cằm gò để chọn ra hai thí sinh cao điểm nhất. Nước ta lấy quốc hiệu Việt Nam từ năm nào? A. 1602, B. 1702, C. 1802 và D. 1902. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, nước ta trải qua các quốc hiệu như Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt. Thời kỳ thống nhất lãnh thổ, nước ta lấy quốc hiệu là Việt Nam từ năm 1802 đến nay. C là đáp án chính xác. 13 thí sinh đáp đúng, 13 thí sinh đáp sai. Mỗi người đúng được cộng thêm 13 điểm. Và bây giờ, thưa quý vị, xin được chúc mừng hai thí sinh cao điểm nhất có cơ hội bước vào vòng thi thứ hai. Họ là ai? Quỳnh Kha, chúc mừng 68 điểm. Cùng đồng hành với Quỳnh Kha vào vòng trong, chúc mừng Mỹ An cùng 68 điểm. Bực nắp Mirinda, dành cơ hội trúng ngay bộ sưu tập tủ trường và thêm cơ hội cho những nắp chưa trúng khi truy cập website. Mirinda, bùng hương vị vui tủ trường. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Hai thí sinh cao điểm nhất đã có mặt ở vòng 2. Xin mời bạn hãy bắt đầu giới thiệu tên của mình với quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Mỹ An, năm nay tôi 23 tuổi. Rất vui và may mắn vì được tham gia chương trình này. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho tôi. Và chúng ta cùng làm quen với phần đối thứ hai. Xin mời bạn. Xin chào anh Thanh Bạch. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đặng Huỳnh Kha. Năm nay tôi Khải Minh Global, là một công ty Master Console chuyên về lĩnh vực vận chuyển. Thưa quý vị, và bây giờ thì hai thí sinh cao điểm nhất của chúng tôi sẽ có cơ hội nhận giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng. Con số không lớn, nhưng mà đây là phần thưởng dành cho người cao điểm nhất. Làm thế nào để nhận được phần thưởng này trong khi chúng ta có hai thí sinh mà có một giải thưởng? Thưa quý vị, hai thí sinh chúng ta sẽ tranh quyền ưu tiên bằng cách bấm bàn phím. Ai bấm tay nhanh hơn, đèn sáng, mau hơn, người đó sẽ ra về với tiền thưởng 3 triệu đồng. Và không cần suy nghĩ đến những chiếc cặp, các con số. Trong trường hợp từ chối giải thưởng cố định, hai bạn không cần phải bấm bàn phím trong vòng 5 giây, đèn ở đây sáng lên. Và chúng ta sẽ đi tiếp trong trường hợp thứ hai. Bây giờ thì cơ hội là như nhau. Bạn An và bạn Kha để tay ra phía sau lưng chuẩn bị. Thời gian 5 giây chuẩn bị gần kề. Phòng máy từ từ tối đèn xuống. 5 giây bắt đầu. Hãy giành giải thưởng cố định 3 triệu đồng bằng cách bấm bàn phím. Xin mời, xin mời. Và thời gian đã hết. Hai thí sinh chúng ta quyết định đi tiếp. Như vậy trường hợp thứ hai sẽ xảy ra. Hai bạn sẽ nhìn trên màn hình kia một đề toán và sẽ phải tính nhẩm thật là mau. Và khi đã nghĩ ra đáp án, các bạn sẽ bấm bàn phím. Bấm bàn phím nói đúng, bạn sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím mà nói sai thì người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Cũng xin lưu ý, vội vàng bấm bàn phím mà chuông chưa đeo, chưa sáng đèn mà nói ngay đáp án thì cái đó là phạm vi không được công nhận. Hoặc là các bạn bấm bàn phím, kết quả đó là và chưa nói được kết quả, chỉ giành quyền ưu tiên mà thôi. Bạn cũng sẽ bị thua. Và người cùng chơi mặc dù không nói gì thì đương nhiên sẽ trở thành người chiến thắng. Chính vì vậy phải hết sức cẩn trọng, bình tĩnh và cho đáp án chính xác. Thưa quý vị, khá là căng thẳng đúng không nào? Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần của hai thí sinh chúng ta. Hãy mỉm cười lên nào, hãy mỉm cười đi để thật thoải mái ha. Thưa quý vị, và bây giờ đề toán bắt đầu hiển thị trên màn hình. 282 chia cho 2 cộng với mấy thì bằng 145 hết. Xin mời.
Mấy? 3. Chưa chính xác. 4. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị và các bạn, bạn Mỹ An là người may mắn trong vòng thi thứ hai. Bây giờ thì bạn sẽ có cơ hội giữ lại chiếc cặp vị trí ban đầu của bạn, hoặc đổi bất kỳ cặp nào. Hồi nãy ngồi vị trí số mấy? 14. 14. Có thể giữ lại cặp số 14 hoặc là đổi bất kỳ cặp nào trong giai đoạn này. Em đổi cặp số 1. Đổi cặp số 1. Tại sao? Tại vì em tên Mỹ An, lúc nào số cũng là số 1. Mỹ An, à, đi học danh sách là đầu sổ không phải không? Số 1. Xin mời bạn Hoài Thương sẽ mang đến cho bạn Mỹ An cặp số 1. Cặp số 1 này sẽ giữ đến cuối cùng. Và bạn sẽ có những cái giai đoạn căng thẳng hồi hộp. Chính những người thân, những người bạn sẽ là người hỗ trợ. Hãy giới thiệu hai người bạn thân của mình trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, bạn của em và tên là Trương Khánh Trí và Đoàn Thị Việt Trinh. Xin mời Khánh Trí và Việt Trinh có đôi lời giới thiệu về bản thân mình. Dạ, tôi tên là Khánh Trí, thì tôi là bạn chung học chung phổ thông với Mỹ An và dạ, chúng tôi rất là thân nhau. Sau đây là bạn Việt Trinh. Tôi tên là Việt Trinh, tôi là bạn thân của Mỹ An, chơi với nhau cũng đã gần 10 năm rồi. Wow. Dạ, dạ, bây giờ thì đang ở chung nhà. Bạn An sẽ có cơ hội mở 6 chiếc cặp đầu tiên, sau đó mở ít dần đi 5, 4, 3, 2, 1. Và giữa những đợt như thế, tùy theo, bạn mở được nhiều cặp giá trị nhỏ, ngân hàng sẽ chào giá được cao. Bạn cảm tưởng gì? Bạn hơi bị rung đúng không? Dạ. Rồi, khán giả cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho bạn An, bắt đầu mở 6 cặp đầu tiên. Mở cặp số 26. Xin được mời vị trí của bạn Thanh Thanh cho chúng tôi xem đáp án. Số tiền trong cặp 26 là 4 triệu đồng. Tiếp tục còn 5 cặp. Số 23. Cao Xuân Ánh. Kết quả cặp 23 là 15.000 đồng. Còn 4 cặp. Em xin mở cặp số 20. Bạn Mộng Tuyền chuẩn bị. Đó là 10.000 đồng. Còn 3 cặp. Dạ, số 17. Kim Ngân chuẩn bị. Mười triệu đồng. Tiếp tục còn 2 cặp. Em xin mở cặp số 2. Vị trí số 2, bạn Hà Chiêu chuẩn bị. Đó là 2 triệu đồng. Còn 1 cặp. Cặp số 3. Thanh Thúy chuẩn bị. 20.000 đồng. Quá may mắn khi bạn mở rất nhiều cặp nhỏ trong đợt đầu. Ngân hàng chào giá. Sao vùng da dưới cánh tay mình không trắng mịn khô thoáng như cô ấy? Vì lăn khử mùi đang dùng không thấm sâu. Lăn khử mùi Nivea trắng mịn mới giúp thấm sâu hơn. Cho da khô thoáng và trắng mịn. Nivea 100 năm chăm sóc làn da. Khánh Hòa chúc mừng khai trương 333 đại hội Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chúc mừng khai trương ưu đãi bất ngờ, giải thưởng lớn 10 bồn Camaya Suzuki 2T, quà tặng lớn 10.000 quà tặng miễn phí mỗi ngày, giảm giá lớn, giảm giá đến 49% cộng 1, chính thức phục vụ từ ngày 29/9. Khánh Hòa tiện ích cho mọi nhà. Hôm nay bạn sử dụng thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, mai sau bạn có thể tận hưởng nguồn nước dồi dào. Hôm nay bạn sử dụng nhựa dễ phân hủy, mai sau bạn có thể tận hưởng một thế giới trong lành hơn. Hôm nay bạn sử dụng giấy ít tốn nguyên liệu, mai sau bạn có thể chiêm ngưỡng những vùng đất xanh tươi hơn.
Hôm nay bạn ở trong căn nhà tiết kiệm năng lượng. Mai sau bạn có thể tận hưởng một thế giới tươi mát hơn. Hôm nay bạn chọn sống trong ngôi nhà bền vững. Mai sau con cái bạn sẽ thừa hưởng chính nguồn tài nguyên thiên nhiên bạn đã từng có. Đó là những quan điểm cơ bản của chúng tôi: phát triển sản phẩm, đồng thời tập trung vào chất lượng cuộc sống, cộng đồng và môi trường cho hôm nay và cả mai sau. Giá trị sinh thái từ tập đoàn SCG. SCG Eco Value. Cho biết đi đi. Chua chua ngọt ngọt. Canpix Mini mới làm từ sữa lên men, chua chua ngọt ngọt, thành mát cả người. Canpix Mini. Ajinomoto. Xin cảm ơn. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 1 là 556.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Đi tiếp. Mở 5 cặp nữa. Số 11. Số 11. Pha lê chuẩn bị. Kết quả cặp 11. 1.500.000 đồng. Còn 4 cặp. Cặp số 7. Phương Hoa chuẩn bị. 250.000 đồng. Còn 3 cặp. Dạ, cặp số 15. Xin được mời bạn Mộc Miên. 5.000 đồng. Còn 2 cặp. Dạ, cặp số 25. Phương Minh chuẩn bị. 2.500 đồng. Còn 1 cặp. Dạ, cặp số 13. Cặp số 13. 5.000.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Thích ghi bàn với ưu đãi khủng từ Beeline. Dùng gói cước tỷ phú ngay hôm nay để hưởng 1 tỷ đồng ưu đãi. Mỗi sim tặng 1 tỷ đồng vào tài khoản nộp mạng. Xin chào Việt Nam. Join the winning team. Beeline, live on the bright side. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đừng đến anh em, đừng đến bạn bè. Đợi em về bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua, và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Cha đi đã đi đã cha. Ngân hàng chào mua 2.165.000 đồng chiếc cặp số 1. Chấp nhận hay không chấp nhận giá của ngân hàng? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Chúng ta bây giờ sẽ là mở 4 cặp nữa. Mở cặp số 5. Chúng tôi sẽ được mời bạn Bửu Khan. 15.000.000 đồng. Tiếp tục còn 3 cặp. Em xin mở cặp số 21. Hoàng Oanh chuẩn bị. 25.000.000 đồng. Còn 2 cặp. Có thể bạn ngờ sự gợi ý của Khánh Trí hoặc Việt Trinh chưa? Bạn đang đến cái hết cái hồi vận đỏ rồi. Nó chuyển sang cái vận hơi xám xám rồi.
Quan trọng là bạn còn 50% triệu. Trí gợi ý cặp số mấy vậy? Cặp 16. Còn Trinh? Cặp số 10. Rồi, bạn có thể quyết định một cái cặp khác cũng được. Cặp số 10. Số 10. Ơi, à, chị có sợ bạn Trí buồn không? Dạ không. Không. Cặp số 10, xin mời bạn Thanh Trang. 50 triệu đồng, Trinh ơi là Trinh. Nghĩ sao mà gợi ý 50 triệu? May à, mở cặp 1 triệu đồng. Ngân hàng chào giá. Alo. Xin cảm ơn. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 1 là 2.841.000 đồng. Chấp nhận 2.841.000 đồng không vậy ha? Dạ không chấp nhận. Không chấp nhận. Mở 3 cặp. Dạ em mở cặp số 9. Chúng tôi xin được mời Yến Nhi chuẩn bị. 25.000 đồng. Wow. Còn 2 cặp. Dạ, em xin mở cặp số 22. 22. Tiếp tục xin được mời Thu Yến. Kết quả cặp 22 mang giá trị là 500.000 đồng. Còn 1 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Xin mời cặp số 24. 24, xin mời Kiều Trinh. Cặp 24 có giá trị là 75.000 đồng. Chúc mừng bạn đã bắt qua được một vòng nữa. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Ngân hàng chào mua cao hơn giải thưởng cố định. 4.630.000. Không chấp nhận. Không chấp nhận. Nhanh vậy à. Còn 2 cặp, lần này chọn cặp nào? Vị trí của thí sinh ngồi số cặp ấy sẽ dự đoán. Cặp số 18. Vị trí 18, dự đoán. Tôi tên là Nguyễn Quốc Cường, tôi xin đoán cặp số 18 là 3 triệu đồng. Nếu đoán đúng giai đoạn này, anh được tiền thưởng đến 1.200.000 đồng. Ngọc Thảo cặp 18, chuẩn bị. Phải là 3 triệu không? Là 100.000 đồng. Tiếp tục chọn một cặp nữa và các thí sinh của chúng ta lại dự đoán. Dạ, cặp số 14. Ủa? 14 là của bạn. Như vậy thì số 1 sẽ là người dự đoán. Xin mời bạn. Tôi tên là Nguyễn Trần Trường Giang. Tôi đoán cái cặp này là 50.000 đồng. Trường Giang thân mến. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn là bao nhiêu? 1 triệu. Đúng vậy. Bạn là fan của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Cho bạn Giang một tràng pháo tay. Biết rất rõ đúng không nào? Chúng tôi xin mời Thu Nga sẽ cho xem kết quả ngay xuống. Cặp 14 là 7.500. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 1, giai đoạn này là 7.050.000 đồng. Khánh Trí, Diệp Trinh cho ý kiến. Không chấp nhận. Tại sao? Dạ, tại vì những cái cặp lớn cũng còn nhiều cho nên cứ tiếp tục mở. Rồi, xin mời quyết định của Mỹ An. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ không chấp nhận. Còn chấp nhận thì tiếp. Tiếp tục, một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Đó là cặp số mấy? 4, 6, 8, 12, 19. Dạ, số 12. Vị trí 12, dự đoán. Tôi tên là Bảo Luân. Tôi xin dự đoán cái cặp số 12 là 1.000 đồng.
Bảo Luân thân mến, bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn là bao nhiêu? 800. Lại có một fan của đi thêm mẫn số nữa, cho bạn Bảo Luân một tràng pháo tay. Quá đúng luôn. Tập 12, Minh Thùy chuẩn bị. Kết quả là 20 triệu đồng. Mà không sao, vấn đề không phải là 100 triệu. Ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe quạt cái chặt luôn. Cảm ơn. Giai đoạn này ngân hàng chào mua chiếc cặp số 1 với giá trị là 9.015.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận vậy Việt Trinh? Nếu là em thì em chấp nhận, tại vì mấy cái số lớn mở hết trơn rồi, còn 100 triệu thì thấy khó khăn quá. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Cặp số 19. Vị trí 19, dự đoán. Tôi tên là Ngọc Hoa, tôi dự đoán cặp số 19 là 1.250.000 đồng. Nếu ước mơ này thành hiện thực, không phải niềm vui của bạn được 600.000 nữa mà toàn vẻ khán phòng sẽ vô cùng vui mừng hấp dẫn cho bạn Mỹ An. 19, Mỹ Loan. Hãy mở cho Mỹ An và mọi người cùng xem. Triệu đồng. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 1 giai đoạn này là 13.195.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận vậy Khánh Trí? Chấp nhận ý, tại vì mới có mất 3 triệu thôi là đã rung rồi. Giữa 1 triệu, giữa 1.000 với lại 13 triệu thì nó cách xa nhau quá. Còn 100 triệu với 13 triệu mình cũng có được một cái gì đó mình đem về. Nhưng mà nếu mà 100 triệu nằm đây rồi tiếp chắc. Mình tính cái mình được đi, mình đừng tính cái mình mất. Tôi thấy bạn này nói câu nghe chí lý và khán giả thì cần phải vỗ tay để động viên. Tính cái mình được chứ không tính cái mình mất. Câu này hay, rất là hữu lý. Còn bạn Trinh thì tay lạnh chưa? Chấp nhận hay không chấp nhận? Hồi nãy là em đã chấp nhận rồi, nữa đến mức này thì cũng nên chấp nhận. Tôi tưởng bạn suy nghĩ lại. Cố lên quyết định đi em, chấp nhận hay không chấp nhận? Chấp nhận. Chấp nhận. 13.195.000 đồng. Chúc mừng bạn. Nếu chưa chấp nhận, bạn sẽ chọn cặp số mấy? Dạ cặp số 4. Thí sinh số 4 dự đoán. Tôi tên là Thanh Thanh, tôi dự đoán cặp số 4 là 1.250.000. Tiền thưởng của Thanh Thanh đoán đúng là 500.000. Không. Không đúng. 400.000 thôi. Giai đoạn này còn ít thêm một. Còn nhiều đâu mà được nhiều, phải không? Minh Ngọc cặp số 4 chuẩn bị. Kết quả cặp số 4 sẽ là 100 triệu đồng. Chúc mừng bạn lần thứ hai. Trước khi mở cặp tiếp theo, chúng ta sẽ nghe thử với ngân hàng chào giá bao nhiêu. Xin cảm ơn. Ngân hàng chào mua chiếc cặp giai đoạn này, nếu chưa chấp nhận sẽ là 450.000 đồng. Tiếp tục, bạn sẽ chọn cặp số 6. Số 6. Lần này khán giả dự đoán, xin mời phòng máy chọn lựa ngẫu nhiên từ hàng ghế của quý vị. Kiểm tra lại quý vị nha. Ba ba bốn. Cô mặc áo đen,
Cô đứng lên cho mọi người chúc mừng cô. Cô ngồi xuống đợi một chút để chọn thêm một khán giả nữa, thứ hai khán giả là khán giả thứ hai quý vị nha. Khối ba hàng bốn và ghế số một, anh Mặc Kiện chúc mừng, cho một tràng pháo tay chúc mừng. Thưa quý vị, xin mời dự đoán cặp số 6, xin mời cô. Tôi là Đoàn Thị Châu, xin đoán là cặp số 6 là 1.250.000. Xin cảm ơn cô Châu. Và xin mời thành viên thứ hai. Em tên Nguyễn Phan Trọng Luân, em xin dự đoán cặp số 6 là 50.000. Ai đoán đúng giai đoạn này tiền thưởng sẽ là 500.000. Thưa quý vị, cặp số 6 cho chúng tôi xem kết quả. Xin mời bạn Hoàng Phương. 1.250.000. Chúc mừng cô Châu, cô đã đoán đúng rồi. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, ngân hàng chào giá là 35.000 đồng. Nếu như chưa chấp nhận, chúng ta tiếp tục bình chọn hai khán giả để dự đoán chiếc cặp số 1 của bạn Lý Anh. Khối 1, hàng thứ 5 là hàng cuối cùng, ngồi ghế số 1 là anh mặc áo trắng. Chúc mừng cho một chàng pháo tay. Phòng máy tiếp tục lựa chọn thêm một khán giả nữa đoán cặp số 1. Khối 3 hàng 1 và ghế thứ 4, khối 3 hàng 1 và ghế thứ 4. Ô, bạn đó, cho chàng pháo tay chúc mừng bạn. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin mời các bạn dự đoán cặp số 1 của bạn Mỹ An là giá trị nào. Tôi tên là Cao Vinh Hoàng, tôi dự đoán cặp số 1 là 1.000 đồng. Tôi tên là Võ Thị Bích Thuận, tôi đoán cặp số 1 là 50.000 đồng. Số 1 là 50.000 đồng. Chắc chắn bạn Hoàng và bạn Thuận, một trong hai người sẽ có tiền thưởng 500.000 đồng. Làm sao để biết ai là người nhận thưởng bây giờ? Mở cặp số 8, đúng rồi. Xin được mời bạn Kim Thanh, cặp số 8 cho chúng tôi xem kết quả và sẽ biết ai là người trúng thưởng. Kết quả là 1.000 đồng. Chúc mừng, 500.000 đồng thuộc về bạn Thuận. Đứng lên cho mọi người chúc mừng. Thưa quý vị, và bây giờ chiếc cặp số 1 của Mỹ An, xin mời Hoài Thương sẽ cho chúng ta xem. Nếu như bạn đi đến cuối cùng, ngân hàng đã phải chào mua bạn rất nhiều tiền, trong khi bạn chỉ cặp bạn chỉ có 50.000 đồng mà bạn đã may mắn mở được nhiều cặp. Thưa quý vị, ẩn số trong cặp số 1 sẽ là 50.000 đồng. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút phiêu lưu mạo hiểm với những chiếc cặp trong chương trình Đi Tìm Ẩn Số cùng bạn Mỹ Anh. Chương trình đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Doren đã đồng hành cùng chúng tôi. Chào tạm biệt.